sao chừng này anh còn ngồi đây, bữa nay bác khá không? Gió tầm à. Mày nó há tầm. Ủa sao bữa nay anh là tóc? Sao tuổi hết gió tầm bữa anh bị chị Hai đánh nữa hả? Chứ sao vậy? Chứ tay chân để dư đó làm chi, không giọng cho chỉ dài đạp, cứ chịu thua rồi ngầu khóc hoài sao? Mày không có biết. Biết gì? Bữa nào tao cũng phải gánh kích nhang này đi bán. Nó giao với tao. Ê, bán hết mới được về, còn bán không hết thì... Thì sao? Thì anh trốn luôn hả? Chứ sao vậy? Chớ còn đi trở về mình tâm, đánh sao cho khỏi bị nó đánh đòn, rồi nhà phải còn dính ta con. Rõ ràng anh là chồng ngư, để cho vợ đánh mình đã vô cùng. Anh đâu phải là bất tượng mà phố qua. Hãy vậy mà theo tao nghĩ ha. Anh nghĩ sao? Sợ vợ nhiều khi cũng có ít lắm mày, Võ Tâm à. Anh nói sao nó lại, tôi nghe có sợ vợ mà có ít hả? Chứ sao mày? Mày coi tất cả đàn ông trong huyện này cha nào cũng sợ vợ hết á. Mà cha nào bây giờ cũng ở nhà cao cửa rộng hết á. Mày coi, có phải là nhờ sợ vợ mà nên cửa lên nhà không? Dạ, chứ anh cũng sợ vợ, sao anh tàn mạc hoài vậy hả? Tại chưa tới thời chứ mày. Mày gặp tao mày làm bộ mà nói cứng với trước mặt vợ mày, tao thấy mày cũng sò như thường. Trời ơi, nhà tôi mà anh nói à nè, nói thiệt với anh nha, vợ tôi nói trời là hai trời, còn nói đất là hai đất, cho nó mà dám cãi lại tôi thì à. Cãi lại rồi sao hả? Cãi lại có lý thì tôi làm thinh chứ sao. Anh Hai thấy không, nếu đi đòi nợ giùm mình mà dám cả gan ngồi nó dốc ở đây à, tội này đâu có tha được. Nói dốc à, nói dốc. Ôi da, ai đau quá buồn ra con. Anh Hai anh xin giùm em đi anh Hai. Ôi da, ôi da. Nhưng mà dĩ tình tôi mà nới tay giùm cho chú nó, kẻo chú nó mất thở bây giờ. Mình ơi, mình có gieo tôi thì đừng gieo vào nách non, nó vừa đau vừa nhột. Còn có đánh tôi thì đừng có đánh trên ốc o, gì đó là chỗ của tôi để thờ phượng âm bà. Thiệt nghĩ mà tức tôi cho cái thanh bầm dập đoà đài. Hồi nào Võ Tòng này cũng là một tay quanh quanh liệt liệt, nổi danh nhờ vụ đả hổ ở Kiển Dương Can á. Hết thời gặp vợ ngược ngang ngang, mở miệng la làng lại sợ nhơ nga danh, nó bị nga đòn nga đau thấu mây xanh. Mình hơi lỡ dài xin tha anh một lần. Quý gia tận nổi tiếng khắp miệng chợ cũ, bự lắm đó, đồng dưới gông mẹ cõi chỉ tay mỗi lá mỗi bài, ngã danh hiệu là mấy một khách à. Chà chà, bữa nay không có ai coi bói, không có tiền thì đâu dám về nhà. Thôi kệ, qua nhà Võ Đại Lang coi có cung ngủ gì xin dài chén. À chị Kim Liên ơi, chị có nhà không? Có. Ai kêu đó? Ủa anh Tây Mông Khánh, sao mặt mày anh sưng húp vậy anh Tây Mông Khánh? Dạ, ông nói dâu gì chị kêu. Ủa sao ông khóc nữa đây? Em nói ức lắm chị à, chị nghĩ coi. Hôm nay nào có ai coi bói à, em đâu còn dám cho gặp nó nữa. Bởi em nhớ mối hôm qua đây, nó hú lên đầu em, tới bữa nay còn hú. Thấy môi anh xinh, đôi mắt cầm đen, cái lưng cong cong lê lết giữa chân cong lên. Có ai đang tâm có đói không cho em ăn, mấy hôm không xu thì bói đó thôi nhằn rằng. Tôi không cần biết hay không biết, anh đây dù chết hay chưa chết, qua đây khóc dưới là làm chi, chẳng có ai thèm nghe, hãy mau ra về đi. Chà chà chà. Trời đất ơi, em không nói dấu gì chị. Chị còn có mũi, chị cho em xin một chén ăn đã. Hồi qua tới giờ, vợ em đã bỏ đói em rồi chị ơi. Thôi, khóc hoài à.
Nè, cơm nó ăn đi. Dạ, cảm ơn chị. À rồi ngồi trước ăn cơm qua nhà giùm tôi chạy qua hàng xóm có chút việc nghe anh Tư Khánh. Dạ, chị đi đi. Anh Tư. Ai đó, Võ Đại Lang hả? Ủa, còn anh Võ Tòng sao máu me không vậy? Nó vừa bị vợ nó đánh đó. Anh Tư ơi, tôi đâu phải là thằng sợ vợ, nhưng lỡ sợ một lần đành để nó sợ luôn. Đại kiếp trước đi, quan kiếp đến kiếp này đành mang quả báo. Tình thế gì kéo dài không có được đâu mấy cha. Bây giờ ba đứa mình hiệp tác với nhau mấy con mẹ mới sợ. Đúng thấy không? Đúng. Sống lẻ tẻ bị anh hiếp chết đi. Rồi rồi, bây giờ anh em mình thề bên nhau đi. Rồi thề bên nhau. Rồi thề. Thân nhau. Trời ơi, làm gì mà quỳ lại khóc lóc chù ẻo ai vậy hả? Dạ tôi. Tôi cái gì? Anh trả lời tiếp tôi con Tây Văn Khánh. Dạ. Kỳ vậy bữa nay đám vô bà nhà vợ tôi. Tôi nhớ ba tôi không lại. Lạ kỳ vậy, đám dỗ bà già anh Khanh qua nhà tôi khóc. Rồi hai thằng cha Võ Đại Lang với Võ Tòng này mắc mớ gì cũng khóc theo. À, tụi bay muốn qua mặt tôi ha. Con voi cá đuôi đâu? Nhảy bây giờ, nhảy. Nè, ba người kia đứng lại. Đại cũng khỏi đâu. Trời ơi, làm sao bây giờ anh thấy cũng khóc. Anh xuống cũng bây giờ anh còn hỏi gì nữa. Bà biểu vô đây. Không ai ăn thịt ăn cá gì đâu. Nè, nội ba người ai có võ? Ủa, sao làm thinh? Dạ, thằng Võ Tòng nó biết chút đỉnh. Còn anh Tây Môn Khánh là chấp nhem. Còn em thì... Thôi, biết không thành vấn đề. Bây giờ ba người, mỗi người phải võ kia tôi một vài đường quyền. Trời ơi, thiệt sao mình? Con này đâu có nói giỡn. Vợt võ rồi tôi tha cho. Bằng cãi lời tôi đá khắc hồng. Thôi, tính cho bây giờ Võ Tòng. Anh tính với anh biểu tôi tính. Ủa? Sao vậy? Tôi đã biểu sao ba người còn đứng đó. Nếu muốn khỏi đoàn vợt võ với chị à, hai ơi. Thôi thì tụi mình hãy sáp vô vợt thử một vài bài. Kẻo chị nổi nóng ba đứa mình mang khôn mà. Mày có võ mà nhảy vô trước đi Võ Tòng. Anh gan anh vô trước đi. Anh Tây Môn Khánh nhào vô anh. Ba người mình nhảy vô một lượt. Rồi ba người. Nè nhảy vô một lượt. Mất thở. Cha cả những tưởng đánh chơi dằn mặt nào về cả ba nín thở hết trơn. Vậy ta mau đi báo huyện quan kẻo để lâu nó vui. Những tưởng hồn quy âm cảnh nào về ở dương gian. Mày ơi cần cần đâu anh Võ Đại Lang ơi, tôi sạc máu mũi nè. Anh thấy không, còn thằng Võ Tòng đâu? Tôi đây nè, sợ răng cỏ gì nó rụng hết rồi nè. Nó không có được mà, đàn bà gì quá quách, bị nhìn hoài nó được cái đàn quen đó. Việc này ta phải lên chuyện với huyện quan, đánh dẹp nhờ ổng trừng trị những con vợ chua hoa hung dữ. Anh nói đúng mà ta lên đường ngay đầu câu với huyện quan. Đó nhờ ông tử phân dùm cho. Xin đá trần bà đây đàn bà gì quá mang. Đánh bạc đánh chồng tới nào máu mồm. Kìa, trống đánh có giờ tôi ra sứ kiện, bà để cho tôi ra làm việc chứ bà. Tôi không cho ông đi. Nè, tôi hỏi ông nha, hôm qua ông đi đâu mà tới chiều tối ông mới về hả? Để tôi ra sứ kiện rồi tôi vô tôi trả lời cho bà nghe. Không được, phải trả lời liền bây giờ à. Trời ơi, bà này kỳ quá, buông cho ông. Không, ông chạy ha. Ờ, được rồi, lát nữa tôi ra tôi níu ông cho ông coi. Như ta là kim miệng kim nghề sứ kiện, đức thanh liêm vàng cặp đo đầy, vậy chú dân có ai hết
thử có bổn quan thân thử à. Dạ dạ bẩm quan, vợ tôi nó đánh tôi nên nhờ quan xử giùm. Dạ tôi cũng bị vợ tôi đánh và vợ anh này đánh. Dạ còn tôi, dạ tôi cũng vậy nữa quan à. Ba người nói sao tôi nghe lạ tai quá. Vợ đánh thì đánh lại, trời ơi ai dám. Chữ rặt phụ xương phụ tì, đâu phải kẻ ngu si mà chồng quỳ vợ giỏi. Chắc vợ các người dữ lắm phải không? Dạ bẩm quan, nó có không dữ gì cho lắm. Ủa nếu vậy sao các ngươi sợ vợ? Dạ bẩm quan, dạ sợ thì không phải sợ, dạ tại các con hay nhịn nó nên nó làm tới hoài. Đúng là tại các ngươi sợ vợ và có tinh thờ bà làm tiêu mang khi phật tượng phù mất thể không ngoài râu lam tự. Vậy ta kêu cho về xoay ngay ác tử đến năm chục roi da ngoài theo vương thị vợ của ta bởi sức của chữ thiên kỷ thị gia hậu kỷ thị quốc. Dạ cảm ơn thượng quan, con xin vâng lời thượng quan, về tối vợ con lại đánh một trận cho nó. À mấy người kia đứng lại coi à, đứng ở trên nó chọi sao ông nói sao hả? Tiên vị kỳ gia hậu vị kỳ quốc hả? Nè tôi cho ông biết vị bà sợ chạy đâu có xấu đâu đâu phải cướp trộm gì, còn ông muốn xấu heo tôi cho ông xấu giữa đây tội đi chơi á. Về trễ à, qua kìa kì quá bà, người ta cười buông ra ha. Ông không? Dạ, ông à, nào trời đất đâu bà. Dạ, dạ, dạ bẩm thượng quan, nhờ thượng quan thử dứt khoát giùm cho chúng con về. Thử giùm mấy người rồi ai thử cho tôi? Thôi về hết đi. Dạ, vậy là quan thử chìm xuồng sao quá? Chứ sao? Về tiếp tục sợ vợ đi.